Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tuần Bóng Đá. Kính thưa quý vị, đội tuyển quốc gia Việt Nam, ban huấn luyện của đội tuyển chúng ta đã có một cuộc họp khẩn và trong đó sẽ có một quyết định rất bất ngờ, đó là thủ môn Nguyên Mạnh đang được ban huấn luyện đặc biệt tin tưởng và có thể bắt chính trong trận đấu tới khi mà gặp đội tuyển Malaysia. Huấn luyện viên Tang Chee-ho của đội tuyển Malaysia phủ nhận về việc mất đoàn kết nội bộ trong đội hình của tuyển Malaysia tại World Cup 2020. Thế nhưng đó chính xác là lời nói dối. Và báo chí của châu Á đã lên tiếng và cho rằng đội tuyển Malaysia lấy gì để mà chống đỡ trước đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tuần Bóng Đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, huấn luyện viên Tang Chee-ho có chia sẻ trên tờ New Chien Times rằng đến lúc này thì tôi vẫn không thấy có vấn đề gì quá lớn ở trong đội cả. Các bạn có thể thấy rằng cả đội vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Đó là những phát biểu của chiến gia này khi được đưa ra khi mà xuất hiện những tin đồn về việc là các cầu thủ nội không hài lòng với tiền đạo nhập tịch đó là De Paula. Sau trận đấu với đội tuyển Campuchia thì Rashid đã đưa ra phát biểu rất nhạy cảm rằng thật tuyệt vời khi giành chiến thắng ở trận đấu có nhiều cầu thủ nội hơn trong đội hình xuất phát. Và truyền thông của Malaysia cho rằng là nội bộ của đội tuyển quốc gia nước này thực sự là đang bất ổn. Trước đó như được biết thì De Paula đã tỏ vẻ không hài lòng khi phải nhường chỗ cho cầu thủ Lukman Hakim ở phút thứ 65. Anh đã trút giận bằng cách là ném chai nước vào băng ghế dự bị. Và không chỉ có vậy, chân sút gốc nhập tịch của Brazil còn bị chính các cổ động viên của Malaysia có mặt tại sân Bishan hôm đó là ó cực kỳ dữ dội. Và huấn luyện viên Tang Chee-ho khi đó đã lên tiếng bảo vệ học trò rằng tất nhiên họ có quyền thể hiện sự thất vọng, đó là một phần của bóng đá. Tôi đã nói nhiều lần rằng De Paula có đủ kinh nghiệm để đương đầu với bất cứ áp lực nào. Cậu ấy sẽ nhận hỗ trợ, giúp đỡ hết mình từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các đồng đội. Tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ tiếp tục hướng về phía trước và quên đi các vấn đề đã xảy ra. Chúng tôi muốn De Paula sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Đó là những gì mà thuyền trưởng của đội tuyển Malaysia có chia sẻ thêm. Và lúc này thì De Paula là cầu thủ nhập tịch duy nhất của đội tuyển Malaysia tại World Cup 2020. Và Kalisqui, tiền vệ trung tâm gốc Kosovo, đã không được huấn luyện viên Tang Chee-ho triệu tập trong đợt tập trung lần này khi mà cầu thủ chạy cánh đó là Gambia Sumare bị dính chấn thương và buộc phải chia tay giải đấu vào phút chót. Ở loạt trận thứ 2 của World Cup 2022 trên đất UEFA vừa qua thì cả 3 cầu thủ này đều đã thi đấu dưới sự kỳ vọng và sau đó thì phía Liên đoàn bóng đá của Malaysia đã phải tạm gác lại chính sách nhập tịch. Lúc đó thì những cầu thủ nhập tịch đã chịu rất nhiều những áp lực. Và trở lại với đội tuyển Malaysia tại World Cup 2020, huấn luyện viên Tang Chee-ho cho biết là ban tổ chức đã cho phép đội bóng này bổ sung một thủ môn đó là Khalid, người đã mắc Covid-19 vừa qua. Ông có chia sẻ rằng chúng tôi đã được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cho phép gọi thêm một cầu thủ môn. Chúng tôi sẽ sớm quyết định sau khi xem xét các ứng cử viên. Đó là những gì mà ông Tang Chee-ho có chia sẻ. Và trận đấu đầu tiên của vòng bảng thì đội tuyển Malaysia đã đánh bại Campuchia với tỷ số 3-1. Và ngày 12 tháng 12 thì họ sẽ có trận đấu phân ngôi đầu với đội tuyển Việt Nam. Đội đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Lào. Và chính vì những bất ổn vừa qua của đội tuyển Malaysia mà mới đây truyền thông của châu Á đã lên tiếng và cụ thể ở đây đó là báo Hàn Quốc có nói rằng Việt Nam sẽ áp đảo hoàn toàn so với Malaysia và dự báo sẽ có những phép thuật tại World Cup 2020. Tờ báo SBS của Hàn Quốc có khẳng định chắc nịch rằng đội tuyển Việt Nam cùng với Park Seo thách thức chức vô địch AFC Cup lần thứ 2 liên tiếp. 3 năm trước thì ông Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đi đến chức vô địch lần đầu tiên sau 10 năm và tạo nên làn sóng đỏ khắp đất nước này. Họ muốn tái hiện kỳ tích ấy thêm một lần nữa. Và ông Park sớm có tính toán được trận ra quân bằng chiến thắng Lào với tỷ số 2-0. Vì trận sau đó gặp Malaysia mà ông gọi đó là trận chung kết của bảng B, AFC Cup 2020 sẽ huy động lực lượng mạnh nhất để toàn lực thi đấu với đối thủ này. Và dự đoán rằng phép thuật của Parser sẽ cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam làm rung chuyển trở lại ở World Cup Đông Nam Á. Và nhận định từ tờ Sporting Korea thì sau chức vô địch AFC Cup 2018, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục đi lên trong 3 năm vừa qua. Đội bóng đỏ lần đầu tiên trong lịch sử có mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều thách thức ở sân đấu tầm cỡ này và để thua 6 trận, thế nhưng đội tuyển Việt Nam đã thể hiện tốt trước các ông lớn tại khu vực. Và khi mà trở lại đấu trường tại Đông Nam Á thì đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu rất suôn sẻ bằng chiến thắng dễ dàng 2-0 trước đội tuyển Lào. Đối thủ tiếp theo mong quắc và góc trò của mình đó chính là Malaysia. Đối thủ mà Việt Nam đã thắng 1 và hòa 1 trong trận chung kết AFC Cup 2018 để lên ngôi vô địch. Và Việt Nam dưới thời của Park Hang-seo đã có 5 lần đối đầu với tuyển Malaysia cùng huấn luyện viên Tang Chee-ho và chiếm ưu thế hoàn toàn áp đảo với thành tích bất bại là 4 thắng 1 hòa.
Ông Tang Chim Ho đã cho thấy sự dè chừng thận trọng trước cuộc đấu lần thứ 6 với Luis Pauzer và đội tuyển Việt Nam khi có phát biểu rằng: "Tôi đã học được rất nhiều điều từ những lần gặp trước đây. Đối đầu với tuyển Việt Nam thật sự là quá khó khăn." Và về phần Luis Pauzer thì ông cũng coi Việt Nam đấu với Malaysia chính là chung kết của bảng B, khi tuyên bố rằng sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả như mong đợi ở trong trận đấu này. Và như được biết thì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 phút ngày 12 tháng 12 tới đây. Và cũng trong ngày hôm nay thì ban luyện của tuyển quốc gia Việt Nam cũng đã có những cuộc họp về nội bộ và đang đặt tin tưởng rất lớn vào thủ thành Nguyên Mạnh. Và ngay sau khi đối với Park Hang-seo tin tưởng thì Nguyên Mạnh cho biết rằng anh sẽ chắt chiu từng cơ hội một để khẳng định mình trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF 2020, khi mà có chia sẻ rằng: "Tôi cảm thấy rất vui khi được Luis Pauzer trao cho cơ hội. Khi nhận được niềm tin của thầy, tôi đã đặt quyết tâm chứng tỏ bản thân và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tôi cũng tự dặn mình là phải thi đấu tốt hơn nữa. Phía trước còn rất nhiều thử thách. Nếu tiếp tục được thầy Park tin tưởng, tôi sẽ cố gắng chắt chiu từng cơ hội để có thể khẳng định mình." Như được biết thì trong trận gặp Lào vào hôm ngày 6 tháng 12 vừa qua thì Nguyên Mạnh đã chấn giữ khung thành của tuyển quốc gia Việt Nam. Và đây chính xác là lần đầu tiên sau 5 năm anh có tên trở lại trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Anh đã có trận đấu thành công khi mà không để thủng lưới, cùng với đó đã có một số những pha cản phá xuất sắc và có tình huống cứu thua trước pha dứt điểm rất hay của ngôi sao Billy Ketkel Fonfon, khi mà có chia sẻ rằng tình huống đó trong trận đấu là rất nhanh, cầu thủ đội bạn băng xuống đối mặt với thủ môn, tiền đạo đội bạn chuẩn bị dứt điểm thì tôi cũng cố gắng đọc tình huống, một phần là phán đoán được và một phần cũng là may mắn mà thôi. Đó là những gì mà Nguyên Mạnh có chia sẻ. Và quả thực thì với thủ môn Nguyên Mạnh, anh cũng từng đã bị coi là tội đồ tại CUP 2016, khi mà từng đã khiến cho đội tuyển của chúng ta bị loại tại lượt bán kết lượt về trước đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình. Nguyên Mạnh đã dính một chiếc thẻ đỏ sau một tình huống không đáng có và cuối cùng chúng ta mất người và thất bại trước đội tuyển Indonesia. Và Nguyên Mạnh cũng chia sẻ rằng: "Thú thật là tôi cũng khá là tâm lý, thế nhưng sau này khi được gọi lại đội tuyển, được tập luyện thì tôi thấy mình đã tự tin hơn rất nhiều. Bây giờ thì tôi muốn khẳng định chính mình, bản thân sẽ đặt ra mục tiêu, quyết tâm thi đấu từng trận một và cố gắng chơi thật tốt để cùng đội đạt được kết quả như mong muốn." Đó là những gì mà Nguyên Mạnh có chia sẻ. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên và hy vọng rằng chúng ta sẽ có được kết quả tốt. Và những ai có thể hiện phong độ cao cũng như sự tin tưởng của Luis Pauzer, và đặc biệt đây đó là thủ thành quê Nghệ An, đó chính là Nguyên Mạnh, sẽ có thể có được góp mặt trong đội xuất phát và mang lại kết quả tốt dành cho toàn đội. Xin chúc cho tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta luôn đoàn kết, thành công và giữ vững được cái tâm thế của mình. Tới đây thì bản tin của Tổng đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tổng bóng đá.